Sen Lam An với xe, mà nếu mà bạn hỏi xe như em thấy ở những phút đầu tiên bạn hỏi xe đánh tại Lam An sao mà đánh với bạn mình được, bạn mình đánh khoảng 12 phút là nát xe rồi, nát băng xe rồi mà. Anh em có xe mà anh em từ đầu anh em hiểu chứ. Chung là trận công chiến hôm nay là giờ là quá hay rồi, thầy thấy sói đánh quá tốt rồi. Phút cuối chỉ là sai lầm là những cái pha cái xe đi các trụ á, xe đi các trụ không ai được bị mất trụ mà không báo thôi. Mất cái những cái trụ nhỏ chứ ban bên này vẫn có một cái xe khoảng 20 bạc 30 bạc đi các trụ, nên em vẫn có xe đi các trụ. Nhưng mà pha cuối thì không biết có báo hay không, tại vì Khải cắt cái mic Discord đó, Khải không nghe, Khải chỉ đánh theo thôi. Chung Khải thấy vậy là hay rồi, điều không có thành thôi, đánh chẳng quá hay, quá công hiến. Quá công hiến rồi. Ui, một nhu tinh, wow. Hãy xa xa, ngon 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 anh em ơi. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nói chung là mới làm nhà tạo được cái rương anh em à. Khải khui luôn. Đa tình hòn, trời ơi cái gia truyền vãi rồi. Ok, không sao. Mở hình xui rồi biết sao được. Ok, được gia truyền, cốt cắt áo thôi. Chỉ một chiều kinh nghiệm mà. Một chiều kinh nghiệm, ok. Kinh bệnh ngập bội mộc. Thôi, nói chung là không sao cả anh em ơi. Nói chung là lúc cuộc nó đã xong rồi. Thì bây giờ thì nhìn vào thế trận là biết, nếu mà xem lại trận thông khiến sẽ biết từ đầu tới cuối thôi. Trận nó như thế nào thì chúng ta tự hiểu thôi, không cần phải nói đi nói lại nhiều làm gì anh em. Ai hiểu thì sẽ hiểu, tại vì chơi game á, nếu nhìn vào thế trận công thành chiến á thì người đó sẽ hiểu, à thế trận này là 1-3 hay là 1-2 thì nhìn vào là biết ngay mà, cần gì phải giải thích nhiều. Chứ nếu 1x1 thì băng xe anh em thấy không, sao mà chủ nói băng mình được. Rồi băng Thiên Sơn thì phút cuối thì Thiên Sơn nút được băng mình pha cuối đó, băng mình ăn lại mà không kịp giờ. Pha cuối ăn lại mà không kịp giờ đó.